Thì ok, cái sản phẩm này ngày hôm nay em có bóc hàng ra và sẽ gửi cho một bác khách hàng ở Lấp Vò, Đồng Tháp em nhé. Sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá là 10.800.000 đồng. Chất âm quá là hay luôn. Tiếp tục ngày hôm nay thì bên em lại bóc hộp một cục đẩy Martin MA1300. Đây là một trong những cái dòng đẩy công suất rất là lớn em nhé. Và công suất của nó thì lên tới là 1.300W một kênh. Thì nhân với 4 thì chúng ta có thể chơi được rất là nhiều loa trên cục đẩy này, hoặc là anh em chơi được nhiều súp trên cục đẩy này em nhé. Thì hôm nay em có gửi đến cho một bác khách hàng của bên em, anh ở Lấp Vò, Đồng Tháp em nhé. Cái sản phẩm này thì giá là 10.800.000 đồng. Và anh cũng đã cọc trước cho bên em là 1.000.000 đồng rồi. Thì bây giờ bên em sẽ đi vào bóc hộp cái sản phẩm này ra. Tất cả các sản phẩm khi em mua thì là đều là hàng mới hết em nhé. Đều là hàng mới. Đấy, bóc hộp. Ok chưa? Hàng này thì quá là mãn rồi. Và là lúc nào cũng luôn luôn là hàng hai lớp hộp rất là chuẩn. Xốp được bọc bảo vệ rất là chắc chắn anh em nhé. Rất là lặng. Sản phẩm này thì nó lặng thì cũng phải rơi vào tầm 45 kg. Anh em có thể thấy đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Hàng này thì quá là chất rồi. Thì bây giờ em sẽ cho lên test cái sản phẩm này em nhé. Ok, sau khi em đặt con Martin MA1300 này lên thì anh em có thể thấy nhìn nó rất là khôn đúng không ạ? Và rất là đẹp. Nhìn về hình thức thì nhìn nó quá đẹp luôn em nhé. Còn đâu để mà chất âm nó hay thế nào. Thì ngay bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên. Ok chưa? Và sẽ lấy nhạc từ máy tính cắm trực tiếp vào cục đẩy này, cũng không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết, để cho anh em nghe trực tiếp xem cái cục đẩy này nó có tiếng, nó có sáng không em nhé. Thì đây là một trong những mẫu đẩy tốt nhất để cho em chơi sự kiện đám cưới. Với công suất nó rất là khủng, 1.300W một kênh nhân với 4 thì tức là một kênh này anh em có thể chơi được một cặp loa bát 40 thì là rất là hợp lý. Và bây giờ em sẽ mở nhạc lên. Quá hay đúng không ạ? Tiếng rất là sáng và rất là uy lực. Đây em sẽ test từng kênh một anh em nhé. Như vậy là chúng ta rất là yên tâm đúng không ạ? Test từng kênh một này. Em sẽ link từ cổng AB này, link từ cổng CD này, nó sẽ ra 4 loa riêng biệt. Ok chưa? Đó, kênh 3 này, ok chưa? Kênh 4 này. Ok chưa? Cả 4 kênh này. Trong những mẫu đẩy rất là đáng chơi đúng không ạ? Rất là đáng chơi em nhé. Với cân nặng nó rơi vào tầm 45 kg riêng cục đẩy 3300 này, và nó chạy lên tới 80 sò anh em nhé. 80 sò là gì ấy, thì là một trong những mẫu đẩy
chất nhất hiện nay của bên em để cho các bác chơi sự kiện đám cưới. Nếu anh em mà chơi súp hơi, một cây này chúng ta có thể chơi được một quả súp hơi, súp kép ấy, súp kép bát 50 từ 220 qua 100. Ok chưa? Những cái sản phẩm này thì đánh súp thì nó rất là uy lực, còn đánh full thì nó quá là hay rồi. Tiếng bao hay và bao sáng, độ bền rất là cao. Nhất là các bác mà chơi ngoài trời lâu, đấy, chơi thời gian lâu, ví dụ như 7-8 tiếng anh em chơi trên cục đẩy M300 này thì không bao giờ sợ bị lóng máy anh em nhé. Và không bao giờ có hiện tượng là vỡ tiếng ở trên cục đẩy M300 này. Đó, đây là một trong những mẫu đẩy rất là tốt. Sử dụng hai quạt tản nhiệt ở đằng trước và hai quạt tản nhiệt đằng sau, nó sẽ thổi hơi nóng từ bên trong ra, đúng không ạ? Nó hút từ hơi nóng bên trong và nó thổi ra ngoài. Ok chưa? Thì đây là một trong những mẫu đẩy xứng đáng để cho anh em mua và làm sự kiện. Tiếng quá hay luôn. Một trong những cái mẫu đẩy rất là trâu bò. Đó, anh em mà có điều kiện nữa thì chúng ta có thể ghép thêm con PL2.18 này. Đây là con đẩy hai kênh chuyên đánh súp em nhé. Con ở bên dưới này này, thì với combo này thì trên quả tuyệt vời luôn. Riêng cục đẩy PL2.18 này hiện tại bên em đang bán với giá là 9.800.000 đồng. Còn con Martin MA1300 giá đang là 10.800.000. Thì bác khách này, bác cũng cọc cho bên em là 1 triệu rồi. Đó, anh em có thể thấy đây, một trong những mẫu đẩy rất là tốt. Máy chạy quá êm luôn, đúng không? Con này thì máy chạy rất là êm. Và sẽ quay các chiều, chiều dọc, chiều ngang cho anh em xem. Anh em thấy không ạ? Mẫu này thì đã đẹp chưa? Hàng này thì đẳng cấp luôn anh em nhé. Và đây, nhạc đây, em đang lấy từ máy tính và cắm trực tiếp vào cục đẩy. Đó, đây là nhạc vào em nhé. Còn đây sẽ ra hai loa này, CD này và hai loa AB này. Ok chưa? Đấy, rồi quạt đây, quạt nó hút nó thổi đây, rất là chất đúng không ạ? Máy chạy quá êm luôn, rất là xịn sò đúng không ạ? Trong những mẫu đẩy tốt nhất hiện nay của bên em để cho tất cả các bác làm sự kiện đám cưới. Deck như vậy thì cũng là rất là kỹ rồi đúng không ạ? Chất âm thì quá là hay, tiếng sáng và rất là sạch sẽ anh em nhé. Độ bền thì con này thì rất là cao. Thì cái sản phẩm này ấy, thì bên em bán là 10.800.000 đồng, chưa gồm phí ship và bảo hành cho tất cả anh em lên tới là 1 năm. Lỗi tháng đầu tiên thì anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Ok chưa ạ? Thì chúng ta đã tin tưởng chưa ạ? Đã yên tâm chưa ạ? Hàng này thì quá là chất luôn anh em nhé. Đấy, bác nào mà đang muốn nâng cấp một bộ sự kiện thì anh em có thể nhấc cả một combo này. Anh em thể nhấc cả một combo này nhé, hai cục đẩy này về. Đấy, ok chưa? Hàng này thì chất và rất là chất rồi. Đấy, con PL2.18 này đánh cũng rất là uy lực này. Con này là chuyên súp kép em nhé, chuyên trị súp kép. Còn con này thì chuyên trị phun đôi 40 và những cái dòng loa phun đơn bát 40, bát 30. Ok chưa? Hoặc là những cái dòng loa Rai, Array thì sử dụng con Martin M300 này thì quá tuyệt vời luôn. Thì ok, cũng cảm ơn bác khách cũng đã tin tưởng và mua hàng. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì anh em có nhu cầu muốn mua những cái sản phẩm tốt như thế này, gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.